bạn nha, đây là món ba chỉ trao vừa mới làm xong. Như này là cái bì này, như này đã được rồi các bạn nhé. Trao này, đấy, giòn này, trao khá là lâu rồi. Chào các bạn nhá, cảm ơn các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình nhá. Trên Lạng Sơn mình tháng 5 vào ngày Tết Thanh Minh, dòng người Tề Nùng đi tảo mộ Thanh Minh các bạn nhá. Tuần tỉnh mình sẽ đi Thanh Minh, một năm chỉ đi một lần thôi. Bây giờ mình sẽ lên trên mộ, xách khá là nhiều đồ. Đây rồi, đây ở đoạn trên này lâu ngày không đi á, nó hơi rộng một tí, mẹ mình đang phát. À, một năm lên mà cũng khá là rộng bên này. Ồ, cây cây này nhiều nhỉ. Bằng nữa. Cái này hai đĩa như này. Cái loại là mỗi chỉnh. Mỗi chạy một loại. Cái loại nó to. Ôi ôi. Con gà này á nhỉ. Hơn 5 cân đấy đúng không? Con này to nhỉ? Đây này. Úi giời, béo muốn muốn luôn. Đây này. Nhưng mà xong rồi. Đây các bạn nhá, mình vừa mới đi trên mộ về, bây giờ sẽ chuẩn bị đồ ăn cúng nhà. Đây là cái món thịt trao. Trao giòn quá rồi. Hôm nay có bằng này món các bạn nhé. Bằng này món là cái món chính, chủ yếu là thịt là nhiều thôi. Này, cái gì có thịt mang cũng ninh với xương. Bên này là thịt gà. Đa phần những cái mâm cỗ mọi người chủ yếu là làm thịt nhiều. Đây là sườn chua ngọt này. Mẹ làm theo phong cách của mẹ mình. Còn đây là đấy, mình đã nói với các bạn rồi. Ba chỉ trao hay. Đây, tiếp theo đến cái món cuối cùng các bạn nhé. Đây, món này là món thịt trâu xào tỏi với gừng. Gừng với tỏi cũng ướp ở bên trong rồi. Đây chỉ có cho vào là xào thôi. Món này thì thực ra đơn giản thôi, chắc mình nghĩ ai cũng làm được.
châu Thảo Lan. Rồi đảo. Đây các bạn nhá, như này là ok rồi. Thịt trâu thì chúng ta chỉ nên xào nó tái tái một tí thôi, xào chín quá thì ăn nó sẽ dai. Ok, như này là tắt đi cho ra rồi. Ăn rồi. Rất là thơm các bạn nhá. Món này đơn giản thôi nhưng mà ăn cơm thì tuyệt vời. Nhắm rượu thì mời bố mẹ nhá, mời chú Thím nhá. Rồi, mời các bạn cùng gia đình mình ăn cơm nhá. Đây, hôm nay có các một này. Quán ơi, dã man. Thôi, là miếng thịt gà đi. Được không? Được. Mẹ lấy thịt cho con nhá. Trường cô Thu đấy. Mẹ lấy thịt nhá. Thu thích ăn à? Thích ăn miếng nào không? Tiếng làm có thành ăn không? Ăn thử mới biết được. Anh thấy anh chê nhá. Ừ. Nhìn nó chê chê rồi. Chê thế tao thử. Làm miếng thịt trao đi. Ăn gì giả ngon hơn. Ăn này á. Này, cho ăn một miếng. Thủ nhục là món nhìn nhầm nhất. Mất thời gian. Cầm bát chắc vào, cầm cái đế bát này này. Làm giả nó không ngấy, làm này ngấy. Thịt quay. Đây đây, chú ra. Tròn. Thì ra không sợ không? Làm miếng thịt trâu. Trâu này phải ăn nóng này, chú Tím. Trâu. Đây, đuôi được con này. Đây, còn đây. Đây còn một đâu. Trâu, trâu. Trâu ngon. Chúng ta hết cái miếng không dám ăn thôi. Thế á? Nhiều đạm. Châu thịt bò thì chó. Châu chó chó, rồi. Chó này nhiều đạm rồi không nói. Nhưng mà hút mới sợ. Sợ gì? Có bệnh không dám ăn thì đâu. Nhiều mới sợ. Ít và nhiễm. Thịt châu rồi. Lâu lâu ăn. Anh thịt gà ăn đi. Vâng vâng, thịt ăn đi. Thịt gà đi. Ăn đi. Thịt gà rơm. Con này như này ngon. Ăn gì? Nó vừa vừa. Béo này. Bắt cái ngon 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 ngon. Không dám gắp được. Không, ăn gì? Ăn tôi. Ăn chân có giống thịt gà bé ăn này. Thôi, em lấy tôi. Thịt gà trên, thịt gà của nhà chú Thím thì thôi ô. Con này to. Ôi, đừng gắp con, đừng gắp con. Không, không được. Mai đi. Sao mà giống thịt gà Thím béo lắm cả. Mà mẹ nhìn gà Thím mày cũng khác mẹ mày rồi. Nhìn Thím nhá. Linh béo nó có chăn được bữa nào đâu. À thì hóa ra chú chăn thôi. Còn đây chăn như thế. Chưa có chăn được bữa nào. Thế là chanh công luôn. Dám chanh. Là tối nay nó kết làm cái gì là một cái cánh nó mua. Ê. Hả? Lúc làm lại mỏi mệt có mẹ nó có hộ. Con chăn gà với đường này. Chăn lợn mẹ. Thịt gà nó không mấy đâu, thịt gà nhất là. Thịt gà Thím béo. Già vài 5 cân là khoảng nhiều. Thì phải 5 cân là mình hơn. Làm một cân là như thế nào. Dòng dòng nó toàn mỡ, nó chỉ nặng mỡ thôi. Thịt gà này. Thịt gà không ăn nhiều đấy nhá. Các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.